chào quý vị và các bạn. Dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, các tỉnh Tây Bắc Bộ có nắng từ sớm và sẽ kéo dài đến chiều muộn, nên nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Còn khu vực Đông Bắc Bộ, trưa và chiều trời cũng chuyển nắng trở lại, nền nhiệt cao nhất trong khoảng 25 đến 28 độ, trời nắng ấm. Với thủ đô Hà Nội, dưới tác động của đới gió đông nam ẩm, nên sáng nay còn nhiều mây, có sương mù. Tuy nhiên, từ trưa chiều trời sẽ giảm mây, hưởng nắng yếu, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất đạt 27 đến 28 độ. Đến tối và đêm, giảm về dưới mức 24 độ, trời chỉ còn se se lạnh. Với miền Trung, vùng thấp phía Tây ảnh hưởng, dù chưa mạnh nhưng nó cũng khiến cho cả dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận có nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất đều ở ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Trong đó, khu vực phía Tây từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nắng nóng cục bộ từ 35 đến 36. Dù không trực tiếp chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, nhưng ở Đà Nẵng vẫn có nắng nhiều, trời không mưa, nhiệt độ cao nhất ở quanh mức 30 đến 31 độ, đến tối và đêm giảm về còn 25 đến 26 độ. Thời tiết dịu mát, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi cuối tuần của người dân. Trong khi đó, ở phía Nam, sau 2 ngày tạm giảm nóng, thì trưa chiều nay, nắng nóng lại gia tăng hơn về cường độ, đạt diện cục bộ ở Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Còn khu vực miền Đông Nam Bộ xuất hiện diện rộng với mức nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong khối không khí ổn định nên trời tạnh ráo với độ ẩm giảm thấp vào trưa chiều. Đi cùng là cường độ nắng mạnh nên nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 35 đến 36 độ. Trời oi nóng trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ chiều. Phải đến tối và đêm không khí mới dịu đi khi nhiệt độ về dưới mức 27 độ. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 23 tháng 3 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.